Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Giám đốc bệnh viện ngượng mặt gửi đồng nghiệp là F0. Đồng nghiệp cầu cứu trong tình trạng nguy nan vì mắc COVID-19, không thể thở ơ bỏ mặc. TS, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện JVK ở thành phố Hồ Chí Minh đã ngượng mặt gọi nhiều nơi cầu cứu sau hơn 3 giờ khẩn khoản nhờ giúp đỡ, trường hợp F không là một nam bác sĩ mới được nhập viện. Biến đau thương thành hành động, bác sĩ Tú Dung quyết định chuyển công năng bệnh viện tham gia điều trị bệnh nhân. Bác sĩ F không cầu cứu để được nhập viện. Phóng viên báo Tiền Phong liên hệ với TS. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JVK, để tìm hiểu thông tin về việc ông đã chủ động đề xuất với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chuyển công năng của bệnh viện sang điều trị các bệnh lý khác tiếp sức cho cuộc chiến chống dịch. Bác sĩ Dung nói, có lẽ đến bây giờ câu chuyện bệnh nhân mắc COVID-19 chạy khắp thành phố tìm bệnh viện hoặc bệnh nhân chết tại nhà, chết tại cổng bệnh viện không còn là chuyện hư cấu mà là nỗi chăn trở của chính quyền, ban ngành. Bác sĩ Tú Dung chia sẻ với phóng viên câu chuyện thật. Trải nghiệm thật trong thời đại dịch COVID-19 tăng thương mà chính bản thân ông vừa đối mặt và nỗ lực để hỗ trợ bệnh nhân. Sáng qua, tôi tiếp nhận một câu chuyện đau lòng, bây giờ đến bác sĩ muốn vào bệnh viện để nằm cũng không có chỗ. Cách đây 3 ngày, một anh bác sĩ mà tôi biết có ba bà gì, một người ở tuổi 65 tuổi, người 78 tuổi và người 85 tuổi đều mắc COVID-19, bác sĩ Dung kể. Trong đó, người 65 tuổi đã chết tại nhà ở quận 3, bà 78 tuổi đau đớn ôm xác. Bà 85 tuổi thì nặng quá, anh bác sĩ đã chuyển đi khắp thành phố nhưng không có bệnh viện nào nhận vì hết giường. Bệnh viện không nhận vì không phải chê hay bỏ bệnh nhân mà là quá tải không còn chỗ để nhận, phải nhờ vào hỗ trợ mới có thể gửi được vào Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi đưa người gì đi cấp cứu thì đến anh bác sĩ cũng nhiễm bệnh, ở một mình sốt cao. Anh ta liên hệ trung tâm cấp cứu 115 với hy vọng được nhập viện cấp cứu thì tổng đài nói phải có bệnh viện nhận. Bác sĩ bệnh viện nào nhận cho số điện thoại liên hệ luôn thì mới tới được. Sợ nhất là lên xe rồi chạy lòng vòng thành phố mà không ai nhận nghe mà xót xa. Tôi phải tìm mọi cách để đưa anh bác sĩ F0 này vào bệnh viện bằng tất cả nỗ lực. Thật sự, tôi cũng ngượng mặt khi gọi các bệnh viện, gọi các anh em trong ngành. Nhưng có lẽ vì cứu người, vì mình là bác sĩ thì không thể làm ngơ trong hoàn cảnh này, bác sĩ Tú Dung kể lại. Nỗ lực liên hệ từ bác sĩ Tú Dung cuối cùng cũng có một người quen của ông làm quản lý tại một bệnh viện đồng ý tiếp nhận người bệnh. Tôi thật sự mừng như được quà đặc biệt. Bỗng dưng 30 phút sau, anh bác sĩ ép không gọi lại thông báo vào đến cấp cứu mà họ không nhận. Quy định là phải có kết quả PCR mới nhận. Ôi trời, cấp cứu COVID-19 mà đòi PCR là sao? Bệnh nhân đang suy hô hấp, đến bệnh viện một mình thì đi đâu để làm PCR, mà làm PCR thì cả ngày mới có kết quả. Đây là một quy định mà ngành y tế cần xem xét ưu tiên cứu người trong lúc này, bác sĩ Tú Dung thốt lên. Tuy nhiên, hành trình suốt 3 giờ ngượng mặt cầu cứu sự giúp cho đồng nghiệp cuối cùng cũng được lãnh đạo bệnh viện tiếp nhận với quyết tâm chuyện cứu người là ưu tiên hàng đầu, sinh mạng con người là quan trọng nhất, biến đau thương thành hành động. Bác sĩ Tù Dung cho biết, tôi đã mua nhiều vật tư trang thiết bị y tế với 500 máy SPO2, 50 máy bơm tiêm tự động, hàng nghìn khẩu trang và hàng nghìn đồ bảo hộ để tặng cho các bệnh viện giã chiến điều trị COVID-19. Bệnh viện GVK cũng đã huy động tối đa nhân sự tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố với 5 đội, mỗi ngày tiêm cho khoảng 1.800 người, đồng thời kết hợp tư vấn online về kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng, nhưng vẫn thấy mình chưa giúp được gì nhiều, theo bác sĩ Tù Dung bệnh nhân đang bị chết ngộp ngay tại thời điểm được chuyển đến bệnh viện. Ngành y tế cần phải mở thêm các bệnh viện dã chiến ở tầng 2 và tầng 3, các cơ sở điều trị hiện tại cần phải được tăng cường nhân sự và trang thiết bị để cứu chữa người bệnh. Thời điểm bệnh nhân đang nguy kịch nhất vì suy hô hấp cấp chỉ cần được thở oxy sớm, bệnh nhân có thể thoát khỏi nguy cơ tử vong. Hơn lúc nào hết đây là thời điểm cần phải tổng động viên mọi lực lượng tham gia chống dịch. Phải xem người bệnh như chính thân nhân của mình để cứu chữa, sinh mạng con người mới là thứ quan trọng nhất. Hơn một tuần qua, tôi đã bị mất ngủ bởi bản thân nhận quá nhiều hình ảnh đau thương, nhiều cuộc gọi nhờ giúp đỡ nhưng hầu hết đều vượt quá tầm tay. Tôi thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa để cứu bệnh nhân nên đã đề xuất ban giám đốc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển công năng của Bệnh viện thẩm mỹ kép sang tiếp nhận điều trị các bệnh lý khác. Bác sĩ Dung chăn trở. Theo bác sĩ Dung. Bệnh viện JV kép không thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để tiếp nhận, điều trị nội khoa các bệnh lý, tim mạch, tiểu đường. Huyết áp nhằm giải phóng được giường bệnh cho các bệnh viện đang vừa phải điều trị bệnh lý thông thường vừa phải điều trị COVID-19 từ đó có thêm chỗ trống để tiếp nhận, cứu chữa các bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã nhận được đề xuất của bệnh viện JV kép. Ông Nam cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự chung tay của các cơ sở y tế tư nhân là điều rất cần thiết để tăng cường nguồn lực tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 và các bệnh lý thông thường. Theo bác sĩ Hoài Nam, đến nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều bệnh viện tư nhân tham gia tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 như Hoàn Mỹ Thủ Đức, Đa khoa Nam Sài Gòn, bệnh viện xuyên Á, bệnh viện quốc tế City Nguồn nhân lực và trang thiết bị của các cơ sở y tế tư nhân đã nâng cao khả năng đáp ứng cứu chữa người bệnh không may mắc COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, nguy cơ kéo dài, ngành y tế rất mong sẽ có thêm nhiều bệnh viện tư nhân sẽ chung tay góp sức bảo vệ cộng đồng. Sớm đẩy lùi dịch bệnh